Malia y parte. Llévale los cocos esos al señor Oscar. Tìm thì không đủ nha. Thank you.
And this is from Seafood. $99 a pound. Yeah, $4 a pound over there. This is one rack. Oh, this was 12 for both. That's good. How much did you say?
เขาจะมาซีมจะพวกพวกนี้นะเขาจะมาซีมบ้านจะมุ่งซ่อมแล้วนั่นแบบไหนYeah,7. Yeah, 12.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị. 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 Ch
gà lỏng, mua gà lỏng, mua gà đừng có mua vịt lỏng. Hình như gà lỏng ngon. Sao nó nhỏ nhỉ? Ừ. Vũ đem xuống lột cái này bỏ lên đi cho chị coi cái đó đi. Cái này 7 đồng, cái này 6 đồng. Cái này là xoài 3 đồng là 6 đồng. Tất cả mấy hàng ở trên đây ai muốn buông đi không? Em bớt 10 tới 15 đồng. Coloring, it's like red coloring. Yes. Uh-huh. Doesn't really have any. Did you see it then? I don't know. $7. Chicken then? Just